Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo xin được kính chào tất cả các bác ạ. Ngày hôm nay thì buổi sáng tới hoa thì thấy những cái cây phấn cung đình nó nọ rất là đẹp. Em gái lại tiếp tục chia sẻ cho các bác những cái cây phấn cung đình để mọi người cùng sưu tầm. Và xin được chúc các bác một ngày mới bình an và hạnh phúc. Thì không để các bác chờ đợi lâu thì em gái xin phép là đi vào từng cái đơn hàng chi tiết để mọi người cùng sưu tầm. Thì mở đầu phiên bán hàng ngày hôm nay em chia sẻ cho mọi người đó là một cây phấn cung đình. Đây là mặt hoa nha các bác nhé. Mặt hoa của phấn cung đình thì rất là đẹp, bông khá là to và dày. Thì nói đến phấn cung đình thì không ai nói đây là hàng Trung cả, mà 100% nó là hàng Việt. Còn nguồn gốc xa xưa của cây thì nó vẫn xuất phát từ Trung Quốc nha các bác nhé. Tuy nhiên là cây đã về Việt Nam từ rất là lâu rồi. Nó song song với những cái cây trà bạch đó, thế nên là chúng ta vẫn có thể xem nó là một cây của Việt được. Và cái giống mà cái giống trà phấn cung đình này khi mà chăm sóc thì các bác phải hết sức là lưu ý. Chúng ta tưới thật là ít nước cho em nhé. Đó, thì cái đơn hàng đầu tiên em xin phép là chia sẻ tới cả nhà mình, giá thành là 450.000. Đơn hàng số 2 cũng là một cây phấn cung đình. Các bác có thể thấy là bộ răm, bộ tán rất là đẹp luôn. Nụ rất là sáng luôn như các bác nhé. Nụ rất là sáng. Và cái điều quan trọng là khi mà mọi người chăm phấn cung đình thì mọi người phải chọn những cái cây mà nó không bị bỏ cành, bỏ lá nhé. Thì tiếp theo đơn số 2 em cũng chia sẻ là 450.000 nha các bác nhé. Đây là đơn số 2 ạ. Đó, đơn số 2 em sẽ quay xa ra để cho mọi người cùng nhìn. Đó, đơn số 1 và đơn số 2 nhé. Tiếp theo là đơn số 3. Đơn số 3 thì cây này đây các bác có thể thấy này. Một cái cây nó có khỏe hay không nhá. Các bác nhìn vào bộ răm, bộ tán và bộ lọc nhá. Và khi mà cây phát triển thì đây nhá. Cây phát triển nọ đây. Cái này là do là tay mình quẹt vào quá nhiều nên là thành ra đây này các bác nhìn này. Đấy, cái lá này nó quẹt vào. Thế nên là cái nụ nó bị thâm chứ thực ra nó không ảnh hưởng gì. Đây nữa này các bác này. Gọi là phấn cung đình, hay còn gọi là phấn tiến vua như các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Và tiếp theo một đơn hàng nữa em xin chia sẻ cho cả nhà mình, đơn số 4. Cây này thì cũng có một hoa rồi nhé các bác nhé. Đó, thực ra là mùa này hoa hay không thì chúng ta không quan trọng. Quan trọng là các bác dưỡng một cái cây nó có khỏe hay không. Tất cả các đơn phấn cung đình ngày hôm nay em đều chia sẻ giá là 450.000. Giá trên đã bao gồm cước vận chuyển cho cả nhà mình nhé. Đó, đơn số 4 này. Tiếp theo là đơn số 5, em chọn những cái cây nó nhiều hoa, nó nở trước để cho mọi người về cùng ngắm, cùng chơi. Đó, cũng là 450.000 nha các bác nhé. Cây thì thực ra là em quay ở trong video ấy thì nhìn nó rất là khác. Còn quay ở ngoài thì nó rất là đẹp nha các bác nhé. Quay ở ngoài nó đẹp lắm. Đó, tiếp theo đơn số 6 cũng là một cây phấn cung đình. Cây này còn nhiều nụ lắm, các bác sẽ chơi được rất là dài. Vì năm nay 2 tháng 2 nên là các bác không cần phải lo đâu. Đây nha các bác nhé, nhìn những cái hoa nó như là hoa nhựa gắn ở trên cây luôn các bác. Cũng là 450.000. Tất cả các đơn hàng hôm nay đều là 450.000. Đây là đơn số 7 đúng không ạ? Đơn số 7 đúng không các bác? Đơn số 8, cây này thì chưa hoa. Cây này chưa hoa thôi. Bán cây số 8 lên đi. Đây, thực ra là cây nó xem nhau nên là các bác chỉ cần hỏi là Duyên ơi còn cây có hoa không gửi cho anh là được. Chứ thực ra là cây nó xem nhau vì tất là một đợt em nhân giống và làm ra nên là mọi người yên tâm ạ. Cây này em cũng chia sẻ giá là 450.000 nha các bác nhé. Giá trên đã bao gồm cước vận chuyển nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, chuyển một cái cây đi thì nó rất là vất vả và nặng nề. Nên là nếu như các bác xác định nhận được thì nhận giúp em nhé. Cây cuối cùng cũng là một cây phấn cung đình. Em chia sẻ cho các bác giá là cũng là 450.000.